Chưa kịp vui mừng vì sắp đến kỳ thu hoạch thì người dân trồng cam xã Đoài, một loại cam đặc sản có giá trị kinh tế cao ở Nghệ An, lại buồn rầu khi nhìn cam rụng hàng loạt sau đợt mưa lũ. Sau cơn bão số 10 và đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, hơn 200 gốc cam của gia đình ông Phan Công Hưởng ở xã Nghi Diên bị rụng quả hàng loạt. Cứ vài hôm, ông Hưởng lại mang thâu rổ ra vườn, dọn số cam bị rụng hỏng đem đổ bỏ. Thiệt hại của cái vườn cá mình thì khoảng mà đinh này thì cũng khoảng 2.500 quả rồi anh nghìn rời quả mà cả cả thì được sáu nghìn sáu nghìn rời quả thôi ừ. thì một phần ba mấy phần trăm đã bị thiệt hại vung trùm cho nên nó bị ngập nước vườn bị ngập nước và cái đất thịt nặng này nó không thoát được những cái đất cát do đó là cái thời gian mưa là hơn một tháng cho nên nó, nó cây đã bị thối rễ hết để cứu số cam còn lại trên cây có hàng bán dịp tết gia đình ông hưởng đã nạo vét khơi thông hệ thống mương rãnh dùng bơm hút nước ra khỏi vườn để bộ rễ cam không bị thối không riêng gì gia đình ông hưởng mà nhiều hộ dân trồng cam xã đoài cũng đang ngồi trên đống lửa khi cam rụng mỗi ngày do bị ngấm nước từ đợt mưa lũ. Theo thống kê, tại vùng trồng cam xã đoài Nghi Diên ước tính có 350.000 quả, thì số bị hỏng rụng chiếm 1 phần 3. Nếu tính giá bình quân 50.000 đồng một quả, khi thu hoạch, số tiền người trồng cam bị thiệt hại ước tính cả tỷ đồng. <laughs>